Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ Master Topic. Sau đây tôi xin giới thiệu đến với các bạn gói bài giảng hỗ trợ luyện thi Topic cấp 3, cấp 4. Gói bài giảng này bao gồm 43 bài giảng, tập trung vào rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết và ngữ pháp. Bạn chỉ cần mua bài giảng một lần duy nhất và trong suốt 4 tháng, các bạn có thể online và nghe giảng dù bất cứ nơi đâu, dù bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, đến với gói bài giảng này, các bạn sẽ được học cùng với giáo viên người Hàn Quốc và đây chính là một lợi thế để các bạn có thể tăng nhanh các kỹ năng nghe, đọc và viết của mình. Master Topic đã nhận được một số câu hỏi từ các bạn sinh viên kiểu như phần ngữ pháp không xuất hiện trong bài thi, vậy tại sao trong gói bài giảng này lại có phần ngữ pháp? Hoặc học ngữ pháp thì cũng có thể học thông qua nghe, đọc, viết để học, vậy tại sao lại phải tách biệt riêng phần ngữ pháp như vậy? Thì câu trả lời của Master Topic đó là nếu bạn không nắm rõ và hiểu chuyên sâu về ngữ pháp thì bạn rất khó đạt được điểm cao trong kỳ thi Topic. Và nếu như bạn không nắm chắc về ngữ pháp, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành câu văn dẫn đến phần thi viết gặp nhiều khó khăn. Vì thế, để hỗ trợ cho các bạn, Master Topic đã chuẩn bị cho các bạn gói bài giảng Topic cấp 3, cấp 4. Gói bài giảng này không chỉ giúp các bạn đạt được mục tiêu đạt được điểm cao trong kỳ thi Topic mà còn giúp các bạn tiến bộ trong năng lực tiếng Hàn. Vì là bài giảng online bằng video nên các bạn không cần phải mất thời gian đến lớp. Các bạn có thể nghe giảng bằng máy tính hoặc điện thoại bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vậy nên các bạn có thể điều chỉnh thời gian học một cách hiệu quả và linh động hơn. Hãy lựa chọn gói bài giảng Topic cấp 3, cấp 4 của Master Topic để đạt được Topic cấp 3, cấp 4 một cách dễ dàng hơn.